Vâng, hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip buổi sáng nay đầu tuần thì chúng mình xin phép quay một clip thanh lý hàng nâng cấp của khách hàng. Thì trong các lần nâng cấp thì lần này chắc là lần nhiều nhất tại đơn vị Vinh Auto. Trong vài ngày qua bác nhìn số lượng nâng cấp quá nhiều luôn. Hôm nay cực nhiều nhá, hôm nay là hôm nay loa rất nhiều, toàn là loa thâu lại thôi các bạn. Thôi em đi lắp đặt để nâng cấp cho các bác này. Loa này có cả những đôi bên em trước đây bác mua được dùng 15 rồi. Nay bác nâng cấp lên bắt 30. Có hai đôi bên mình có đâu là những đôi ở đơn vị khác là mua này. Đôi này của Xuân Ốc Đỏ này. Đôi kia của bà bên đơn vị Hiền Mưu này. Đôi này của Xuân Ốc Đỏ này. Đấy. Và đôi LS này. LS này không biết của đơn vị nào. Súp nhá, súp loa Quang Ngọc này. Loa kia là loa của Quang Ngọc kìa. Thì báo cáo biết thì hôm nay có rất nhiều. Như vậy thì tại hai cơ sở bên mình, cơ sở 1 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Cơ sở 2 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Luôn sẵn hàng các sản phẩm nhập khẩu chính hãng, luôn sẵn hàng với rất nhiều các thiết bị và cũng như rất nhiều các mã loa bãi, loa mới nhập khẩu về phục vụ anh em. Các bạn nào có nhu cầu nâng cấp đổi các thì có liên hệ đơn vị Hero. Ngoài ra thì bạn còn nhu cầu mua sắm lắp đặt tư vấn thì liên hệ đem qua các số online đây để mình tư vấn lắp đặt lâng đời cho các bác anh em chơi và trải nghiệm nhé. Âm ly hôm nay nhiều ghê nhất, có tận 1 2 3 con âm ly, 3 ly 506. Ý anh dán cái con này vào cái dán mic này. Thì để khai hỏa đầu tiên trong bộ clip ngày hôm nay thì em sẽ bán tri ân hôm nay tất cả thiết bị đây thanh lý, nhưng có hai mẫu mới này, là hai chiếc quản lý nguồn mới tinh. Mẫu này em sẽ khuyến mãi mỗi loại 5 chiếc cho anh em các bác chơi. Nhưng thì quản lý nguồn là thiết bị không thể thiếu được những bộ dàn gia đình, sự kiện, phòng hát các nhá, là không thể thiếu được các bác chơi. Nó không thiếu vì nó sẽ bảo vệ cho tất cả thiết bị bộ dàn của bác, và ngoài ra nó sẽ bảo vệ cho chính bản thân nó vì những mẫu này tích hợp tính năng đời mới nào đó có automat. Và do nước anh công nước ấy Dũng ơi. Đầu tiên thì là tiến phụ anh với này. Đầu tiên em trước mắt các bác là mẫu quản lý nguồn Atli P102. Đấy, mẫu quản lý nguồn Atli P102 ạ. Đây là mẫu quản lý nguồn chính hãng nhá của Atli. Anh ngâm nước này. Thì mẫu này có automat này các nhá. Automat tổng này. Có tất cả phím tắt bằng mềm này, có màn hình LED tiền này. Đấy. Cực kỳ xịn sò nhá. Giá thị trường đâu đó khoảng 1,6-1,7 triệu. Thì em hiểu mình trong clip này em bán là 1,150,000 đồng. Anh em nhanh tay nhá. Nhanh tay ạ. À. Không, nếu nói với quản lý nguồn bên em là vô địch về giá cũng như là số lượng về cực kỳ nhiều. Quay các clip review rồi. Ok. Tiếp theo em hiểu mình xin phép xả cho anh em tiếp theo một chiếc quản lý nguồn nữa, con này đắt hơn mất 100,000. Tại vì là có dây nguồn phụ này để cho bác đi sự kiện ạ. Các lý nhá, mẫu này thì nó thiết kế mặt màu trắng ạ, chỉ màu trắng thôi ạ. Đó là mẫu quản lý nguồn Atli P12 Pro. Có automat tự nhảy, trường hợp chập cháy, xét đánh nhá. Có phím mềm ạ. Phím mềm tắt rồi, phím mềm tổng này, phím mềm tắt vào từ cổng này có màn LED này. Ngoài ra nữa là có 10 cổng, tất cả hai mẫu này đều có 10 cổng, tất cả chân đấy bằng đồng 100% các bác nhá. Và có dây nguồn phụ, tiến đâu, cắm cho anh vào nhá. Quay nhanh, quay nhiều thiết bị lắm, quay chắc hết cả tiếng đồng hồ. Dây nguồn phụ dài khoảng 1,5 mét để bác cắm nhá. Cắm các bác dùng là đi sự kiện cho tủ máy này, phòng hát này, hoặc gia đình bác dùng tủ máy bác tắt bật đây là cực kỳ tiện lợi nhá. Giá 1,250,000 đồng. Đấy. Phẩm chính hãng của Atli bác nhá. Ok. Và tiếp theo nữa là một chiếc con đẩy là hàng demo đơn vị Hero. Con này con demo nó hơi bụi tí nhá. Nhưng chạy rất ít, nó quấn bụi và ít lắm này con này. Trong demo ở ngoài thì để trên chỗ là phần test máy này em để nó chỉ hơi sức nắp một ít thôi. Bảo hành 2 năm như bình thường nhá, giá 4,7 triệu. Con quản lý nguồn với công suất 1100W một kênh, con đẩy PS TD 1100, mạch là hát tiếng rất là hay. Nguyên đai nguyên tem với nhá, chưa kích hoạt này. Nguyên tem luôn ạ. Nguyên đai nguyên tem với nhá. Giá 4,7 triệu nhá, giá đang thông thường là bán là 6,5 triệu. Rẻ nó xuất 2 triệu rồi. Hàng siêu lướt. Nghe cái hàng này là hàng để mua bên điểm mình có cả hộp với nhá. Lưu ý cho em. PS TD 1100. Ok. Để dùng một chưa giữ nguyên. Nó chưa quấn bụi này, nhưng mà vì nó bị xước nắp rồi không bán mới được các bạn. Để là ở ngoài kia các em nó test máy này, các bạn nhìn này. Này, một con máy dùng mấy đâu, bỏ ra nhiều khi quay clip, nhưng mà để ngoài các ông không chủ quan là để xước nắp mất. Đành phải thanh lý. Thanh lý nỗ luôn, 4,7 triệu nhá các bạn nhá. Đấy, sản chính hãng bảo hành 25. Rồi. Và tiếp theo là sau đây. À, trước mắt các bác là một quả súp. Em để cung nước em uống. Quả súp này là quả súp DB Autic không có hộp đấy nhá. Em nâng đời cho bác chủ. Quả súp DB Autic 115S. Bác đổi sang quả JBL 118 bên Hiếu Minh. Đổi sang quả súp đó.
nên em nâng đời cho bác ý. Thì quả này em thâu lại 5 triệu rưỡi thì em bán cho anh em cũng là 5 triệu rưỡi luôn nhá. 5 triệu rưỡi bình thường bác mua quả này là giá là 7,2 triệu. Để rẻ hơn được bao nhiêu nhỉ? Gần 2 triệu. Rẻ gần 2 triệu nhá, rẻ hơn 1,7 triệu. Bảo hành 2 năm như bình thường, nguyên tai nguyên tem. Đây ạ. Đây bác chủ còn chữ kích hoạt này. Mỗi tô con này nó là các bác chủ là dùng nó bụi tí bụi này thôi, lau là hết bác nhá. Tí lau là đen thui luôn. Mỗi tô là không hộp bác nhá, không hộp đâu ạ. Bác chủ bác dùng bác bỏ hộp đi thôi. Con này bác chủ mới dùng được mấy tháng thôi. Rẻ gần 2 triệu anh em có nhu cầu. Con súp DB này thì tiếng rất hay rồi. Hôm bắt đầu mưa súp tiếng rất là hay đâu nhá. Có một chiếc duy nhất xả cho anh em thôi. Ok. Tiếp theo sau nữa là Hiếu Minh có một quả súp. Quả súp này nhà em vì hết lô rồi. Quả này con này từ 220 con 100. Súp bác cũng bắt 40. Bắt 40 từ 220 con 100 bác nhá. Đấy. Thì quả này thì là nhà em bán rẻ hơn so với trước mấy vài trăm vì nó hết hàng rồi. Quả súp DB Auto thiệu của Đức bác nhá. Thiệu Đức ạ, DB Auto thiệu của Đức ạ. Giá 4 triệu đồng bác nhá. Giá 4 triệu đồng đều lưu ý cho em. Trước em bán là 4,5 triệu, nay bớt thêm 500 4 triệu vì cái lô này em về là tổng cộng 35-40 quả ấy, là hết hàng rồi. Thực ra quả này là báo cáo các bác là em thâu lại của bác chủ vừa mua được 1-2 tuần. Thì em mua là em trừ hao có 500 nghìn thôi, 1-2 tuần bác đổi sang quả súp to hơn nữa thì em đổi. Thì chính ra quả này là hàng như em vừa bán dùng được 1 tuần 2 tuần xong đã đổi sang quả 50 thì là em thâu lại trừ hao có mấy trăm ngàn đồng thôi. Đấy. Thì 4 triệu đồng quả này nhá. Là đơn cho anh với. Quả súp này rất là chất luôn, màng nó sướng như dùng như màng GB luôn. Tiếng nó rất là hay quá nhá. Cái nội tẩm giống 2 lớp ạ. Quay quay nhẹ. Keo chảy quá nhá. Bao nhiêu này? Dòng thiệu của Đức thì hầu như keo súng keo chảy. Đấy, ok. Quả này thì em có 3 clip test rồi. Quan trọng về giá thì thôi dễ quá nhá. Quả còn đẹp quá nhá. Để bụi thôi. Tôi bán bụi tí thôi. 4 triệu đồng nhá. Rồi. Và trước mắt các bác đây là một chiếc vang DB Autic mã hiệu KM330. Đấy nhá. DB này, KM330, con này thì bác dùng được hơn 5 rồi. Còn bản mới là bản KM330 Pro. Bác dùng hơn 5 thì em thâu lại 1,4 triệu nhá. Cực kỳ hợp lý con này, vang này tiếng rất là hay. Bác lưu ý nhá, mua những dòng này ấy, là em vẫn bảo hành cho anh em 1 năm, riêng sản phẩm của DB em mua những sản phẩm thanh lý em vẫn bảo hành cho anh em thêm 1 năm, được chưa? Đấy, thoải mái luôn, nguyên tem luôn nhá. Nguyên tem luôn. Con này tích hợp Bluetooth cổng quang revert đầy đủ nhá. Tiếng rất hay luôn, trong phân khúc vang cơ còn các bác dùng này. Vẫn còn hộp luôn đấy, dùng hơn 5 vẫn còn hộp. DB KM330. Giá 1,4 triệu. Ok. Tiếp theo nữa là chiếc vang số cao cấp, con này nó với cái con Shiso T3 là một con nhá. Con Smart Sake 3A. Con này của Shiso Chipad bác nhá. Con này tiếng rất hay luôn. Đấy. Bình thường anh em mua vào hàng bãi thôi đã toàn mua vào là hơn 3 triệu. Thì em bán cũng hàng bãi đẹp như này, giá 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng em thầu khách hàng nguyên tem luôn bác nhá. Nguyên tem của Shiso luôn này. Đấy, mình xem con này giữ cho anh ấy. Có 8 cổng bác nhá, 2 4 6 8 cổng ra. Thích cài cổng thế nào cũng được. Ngoài ra nữa thì nó có quang ra quang vào. 4 cổng mic, ok chưa? Rồi, 2 triệu đồng. Đấy, cực tốt, 2 triệu một mặt số cao cấp. Tiếp theo nữa là con vang JBL X6, họ nhớ X không nhá. Con vang này thì bị một lỗi là giữ cho nghiêng đây. Là cổng số 2 này. Đấy, bị hỏng, về anh em thay chân vào nhá. Thay chân mic vào. Nghe cổng số 2 nó bị hỏng cổng chân mic thôi. Nghe thay là hết. Thì thay hết tầm 50 bạc. Em bán có 1,1 triệu này. Lỗi mic số 2, được chưa? Ghi rất rõ nhá. Bán 1,1 triệu con này nhá. Đây. Hai nguồn nhá. Chạy chip analog DSP. DSP của nó là 21375, con này thì chip rất mạnh rồi. Đấy, họ ấy có 1,1 triệu. Rồi xong. Tiếp theo nữa là con đẩy 4 kênh. Con đẩy 4 kênh này là con đẩy HM Hi-Fi Music ML1800PA. Con này với công suất với bán kính nguồn này và với lượng sò này 2 4 6 8. Bên vế nó sẽ có hai vế công suất lớn và hai vế công suất nhỏ bác nhá.
điều chỉnh số Toshiba hết sò của Nhật. Đấy có lưu cho em. Điều chỉnh số Toshiba hết thì bác có check mã con này trên YouTube anh em bán rất nhiều rồi. Thì con này như em tính 100 300 này. Một vế của là 2 4 6 8 10 12. 12 sò được khoảng 600 W, 600 700 W nghĩa có hai kênh rơi khoảng 600 700 W và hai kênh rơi khoảng 400 W, 400 hay 500 W con nhá. Hai cái này sẽ là rơi 4 500 W này. Nghĩa là kênh C, kênh D là 4 đến 500 W, 4 500 W, còn kênh A, kênh B thì rơi 700 W một kênh các bác nhá. Đấy. Sò tô. Mấy cái điều quan trọng nữa, con đẩy này đang bị lỗi nhẹ các bác nhá. Lỗi nhẹ nhưng quan trọng là cái giá này bán ấy. Nó về xử lý lỗi nhẹ một tí là ok này, sột soạt kênh CD. Có 2 triệu đồng thôi. Sột soạt kênh CD. C và D nhá, sột soạt kênh CD này, chiếc áp ạ. Có thể là do chiếc áp này, có thể là do công suất nhưng mà nó bị sột soạt. Một là bác về cái thế dùng, nghĩa là con đẩy này em khuyến cáo này. Các bác về cho gia đình cũng cứ thế mà dùng. Còn anh em thợ mua về thì xử lý bán lại có lời. Ok chưa? 2 triệu đồng. Xử lý nhẹ, là lỗi nhẹ, cái nguồn thôi, bán cái cục nguồn này thôi đã đôi triệu, hơn 2 triệu rồi. Thì nguồn nó rất là to, nguồn từ 200. Nguồn 200 nhá. Cao size gần 3 U. Các lý nhá, đẩy này đẩy size gần 3 U nhá, chứ đẩy 2 U đâu nhá. Đấy bác cái thông số nguồn nó này. Đấy 2 triệu đồng thôi, vào việc dễ. Rẻ lắm rồi. Thôi khách. Nắp thì nó hơi bẩn đi, nói chung là nắp hơi han một tí thì chiều em vệ sinh thêm cho. Ok. Kéo kéo đi. Có nhiều đồ quá mà quay nhanh các bác thông cảm nhá. Tiếp theo nữa là một chiếc quản lý nguồn mới tinh đập hộp ạ. Mới tinh đập hộp, em xả cho anh em trong clip này. Đó quản lý nguồn mới tinh đập hộp Lex P12 Pro ạ, giá 1 triệu đồng các bác nhá. 1 triệu đồng ạ. Các bác sử dụng cho mình quản lý nguồn mới tinh đập hộp dây nguồn liền. Tất cả quản lý nguồn bên em bán cho anh em các bác là đều sử dụng dây nguồn liền hết, giữ cho anh em. Dây nguồn liền hết có 10 cổng nhá, còn 10 cổng tất cả chân lấy bằng đồng. Có đây, công tắc bypass là tắt bật tất cả này. Đấy. Công tắc tắt bật đây ạ. Bypass là qua và không qua này. Và cái automat để bảo vệ cho chính nó này, bảo vệ cho bộ dàn của bác này, chập cháy sét đánh nhá. Và có màn hình led điện tử này, 1 triệu đồng các bác nhá. Ok. Mới tinh các nhá. Rồi. Tiếp theo là em lọc xì PV EQ 21, đây là lọc xì mang trên mình thương hiệu của Mỹ. Con lọc xì này cho rất âm hay. Con này xịn 62 cần. Nhưng cái điều quan trọng nó là gì ạ? Nó chỉnh được cần bát chép rời, lever nên là cái lever này âm lượng tổng nhá. Còn nó chỉnh bát chép rồi, con này rất là hay, nói chung là con này rất dễ chỉnh. Vào cái này bác chỉ chỉnh cơ bản trên này để cho nó đẹp hình đã, đẹp độ hình đã, xong bác sẽ chỉnh bát chép đây, tiện lợi hơn nhiều, đỡ phải chỉnh nhiều cần. Đấy, một cái đặc điểm rất là hay. Và cái thiết khuếch đại tín hiệu gấp đôi này. Đấy, con này nguyên tem này không mở còn đẹp quá nhá. Gầm nó hơi sức nhẹ tí thôi, sức nhẹ vì nó đây nó không có chân đế nên nó hơi sức nhẹ tí thôi. Có gì thương hiệu Mỹ cực kỳ chất luôn nhá. Vì vậy nguyên tem ạ. Giá 1 triệu đồng nhá. Con này vừa thông qua xong. 1 triệu đồng các bác nhá. Ok. Tiếp theo con âm ly. Con âm ly này thì hơi sột soạt này, về cứ thế mà dùng hoặc chịu khó rút hết các nút này ra cho em đánh sạch hết đi nhá. Con âm ly PA 56C Jaguar. Jaguar Sunwing. Con này có Bluetooth à? Cả bát Bluetooth này rất là hay luôn này. Lách bài này, gọi mốt này. Ok phết nhỉ. 800k hơi sột soạt. Hơi sột soạt chuyện ai? Nhất cho anh em. Con này nó kiểu hàng giáp ấy. Hàng giáp nó cũng là hàng Việt Nam, em nhìn kiểu đấy. Nhưng con này công suất cũng khỏe các bác nhá. Vì giá có 800.000 chả có gì để mất nữa. 800.000 thì mua mỗi cục nguồn này thôi, chứ kể nó sống bình thường hơi sột soạt nhẹ về dùng được. Mỗi vế nó chiếm 4 vế, tổng số lượng sò là 2, 3 này, 6, 7, 8, 9, 10. Con này sử dụng là 20 sò nhé. 20 sò, chỉ có 4 kênh. Nghĩa là mỗi kênh con này nó chịu đựng được khoảng độ 300W. 300W mỗi vế, 300-400W mỗi vế thôi nhá. Để sử dụng khá nhiều sò ấy thôi nhá. Chạy sò Toshiba thôi nhá, sử dụng 4 tụ lọc. Còn đẹp đó nhá, con này còn đẹp. Hàng giáp kia bơm keo nhiều nhỉ. Còn zin, nhưng mỗi độ nó là hàng giáp thì nó bơm keo này thôi các nhá. Hàng zin. Ok. Giáp thì nó là giáp nhưng quan trọng của 800.000 thôi. Nó quá hợp lý rồi. 800.000 506 về đánh đôi 2 25 là tuyệt vời rồi. Chấm hết. Ok. Kéo nhá. Tiếp theo nữa là em Minh có một con vang TD. Con TD này thì là em bán cho bác chủ. Bán cho khách rồi bác nhá.
Anh nhưng mà người ta gửi đến khi người ta đổi, người ta dùng được mấy tháng thôi. Cái này còn chưa kích hoạt này, đây chạy vào nó xước thôi. Người ta dùng mấy tháng đến khi nó bác chủ 3-4 tháng, 4-5 tháng thì 3-4 tháng đấy bác chủ gửi cho em này thì đặc thù các bác gửi hàng cho em ấy, mời các bác đổi cát. Nếu mà các bác mua hàng nhà em mở đổi cát thì bác quận cho em cái màn chít vào dán băng dính để em lưu ý. Còn các bác mua hàng của các bác hay là hàng các mua nơi nơi khác cần đổi thì em không nói, thì thế nào cũng được. Những cái hàng để cho nó mới, nhiều khi là vụ các bác vừa mới dùng thôi thì em cho mới thì bác cố gắng là gửi lại cho em, thì bác các bác lưu ý là bác bọc cho em cái màn chít xong bác ký dán băng dính, chứ đừng gửi cho em này dán băng dính che chét em còn bóc đỡ rồi nhá, chứ dán băng dính khắp xung quanh luôn sợ lắm, lát luôn hộp luôn, con như bỏ luôn. Thì con này thì vẫn bảo hành 1 năm như bình thường vì nó là hàng mới mà các bác. Có tội là hộp cái bác chủ bác gửi ra là lát thôi, giá 2.3 triệu bác nhá. Con TDT9 Naxuri, con này tiếng rất hay luôn, nó phân khúc vang cơ cao cấp nhất của TD Acoustic, chạy chip 48 bit, lõi kép nghĩa là 2 chip echo lõi kép cộng hợp. Đây là con vang cơ lai số, có tích hợp rất nhiều tính năng, bluetooth, cổng quang, eco thì vượt đầy đủ giữ cho anh cái. Con này thì bác nhìn thấy rồi, nó rất nhiều cần này, ngoài ra có tính năng nâng tiếng này, center rất ok nhưng tuyệt vời luôn. Và tiếp theo nữa, là em Vinh đây vàng. Có đĩa không? À có đây, đĩa cáp rồi, con này có đủ. Con vang này là của bác chủ, mua của đơn vị khác bác nhá. Mua của đơn vị khác, mua của Đức Tuyên thì phải. Mới mua được 1 tháng thôi, em nhìn cái mã ngày ấy là mới 1 tháng thôi. Con vang DB Acoustic mã hiệu 9800 Blues. Thì con vang này bác cao mua vì nó hàng lướt này thì em vẫn bảo hành cho anh em là 2 năm như bình thường nhá, 2 năm bình thường. Giá 5 triệu đồng con 9800 này. Nguyên tem bác nhá. Đây này. Nguyên tem bác nhá. Nguyên tem ạ. 5 triệu đồng nhá. Đây mua Đức Tuyên này. Hàng siêu lướt là mới dùng được có 1-2 tháng thôi, rẻ được 2 triệu rưỡi rồi. Em mình bảo hành 2 năm như bình thường, đẹp như mới. Vâng. Có đầy đủ phụ kiện đi cùng bác nhá, đầy đủ phụ kiện là có dâu này, có cáp này, có đĩa nhá bác nhá, cáp đĩa. Ok. Đây có 9800 cho chất âm rất hay luôn. DB Acoustic mà 9800 Blues bác ạ. Ok. Tiếp theo nữa là một con 5 ly, lại là 506 các bạn. Con này của Hòa Nhạc, bác chủ mua này khoảng 3 triệu. 3 triệu thì vừa bán, người ta dùng lướt rồi. Với nguyên tem này. Đây, mua này. Tháng 3, 2022 này. Đây này. Cái tem là 2019 nhưng báo cáo bác là tại vì là người ta sửa đây. 2022 kiểu cái đơn vị lúc bán đã sửa lại. Cái tháng 3 mới mua bao nhiêu? Ừ, tháng 3 mới, tháng 11 là 10 tháng, 7 tháng. À đâu, mua 7 tháng, 8 tháng, 8 tháng. Như mới nhá, như mới. Hàng cho hình dạng như mới, không có hộp thôi. Của Hòa Nhạc nhá. Giá 1.2 các bạn, 576. Con này thì nguyên tem luôn. Còn nghĩ con này thì chất lượng hơn con vừa nãy nên nó đắt hơn một tí. Đây. Đẹp như mới luôn. Cái nguồn nó to lặng quá chửa. Đây. Kiểu cái hàng Hòa Nhạc nó kiểu hàng tự sản xuất ấy thì nó cái nguồn này. Bác để ra cửa hàng Quang Trung đổi mình không hiểu sao cái chỗ phần này nó hơi lồi ra tí phần gầm. Đấy, nó rõ trạng thái luôn. 1.2 triệu nhá. Ok. Yeah. Tiếp theo là con 506 nữa, con này nó là thủ cận hàng bãi nhá bác nhá. Hàng bãi như hàng bãi Trung Quốc. Nó thiết kế như hàng xịn luôn, bác nhìn vào nó cũng khôn hẳn một trời vực luôn. Con này trong tình trạng này đẹp, bụi thôi. Jaguar Jingung PA206L. Con này như hàng như là con này bản chất nó là hàng bãi, có như lưu ý nhá, nhưng kiểu nó là bãi Trung Quốc. Đấy em lưu ý, các bác lưu ý cho em. Thì khi cái hàng chất lượng bác nhìn vào ruột này. Mỗi tội là cái chiết áp có hai cái chiết áp gì hôm qua em nó test nó hơi xoạt xoạt thì cái vệ sinh là hết thôi. Em mình cứ rõ kiểu hôm qua ghi rõ những cái này vệ sinh là hết luôn nhá, giá 2 triệu đồng. Chứ con này 2 triệu đồng. Đấy. Thì ông mua những con này đã 4-5 triệu rồi. Cái hàng thiết kế bãi này. Có bãi nó kiểu có hai kiểu, báo cáo với là bãi chung. Bãi chung bác lý cho em này, hồi cái chữ V này. Rồi. Con này bác để thấy nhá. Bác anh em thấy anh em bán, các bác gửi gõ trên YouTube ấy, anh em hay bán những con bãi này em thấy là bán đâu đó 4-5 triệu rồi đấy. 5-6 triệu con này ấy. Thì đây là thô của khách hàng, giá êm hơn, cùng là bãi nhưng êm hơn mà đẹp, giá 2 triệu đồng nhá. Về này bác nhiêu
vỉ ấy. Đấy thì nhìn nó khác hẳn một trời vực so với hai con kia đúng không ạ, nó khác hẳn với con Hòa Nhạc luôn. Đấy là dùng bao lâu rồi, nó kiểu nó bãi nhưng nó chia hai kiểu, một là bãi của Hàn, hai là bãi sản xuất tại Trung Quốc là cho người Trung Quốc dùng. Đấy có hai kiểu, các lưu cho em. Thì hàng bãi của Hàn thì nó đắt hơn, hàng bãi của Trung Quốc thì giá nó êm hơn, nó xịn từ ngay cái tụ luôn này, sở hữu tụ của nó, tụ đầu vua bác nhá, tụ của Hàn đấy bác nhá, đa vua tụ của Hàn nhá, nó thiết kế y xì như hàng xịn luôn, vì bản chất nó là hàng bãi mà. Còn dây nguồn nó cũng này, nó khác hẳn dây nguồn so với một trời vực. Dây nguồn là ông đây. Đây, dây nguồn đây, còn một ông này, hàng bãi đây. Nhưng đây em nó là bãi Trung Quốc nhá, rõ luôn quan điểm luôn. Đấy, giá rất là êm rồi, 2 triệu đồng. Đấy. Ok, hơi sột soạt nhẹ thôi, về các vệ sinh cho em, con này em để nguyên mộc bã bụi này, về vệ sinh cho em. Rồi. Tiếp theo đến đôi loa. Ủa rồi đã hai mấy phút rồi, tiến ơi nhanh lên nào. Để gì cơ, nhanh. Đôi loa này của bác chủ mua bên đơn vị Hiền Miu nhá. Bác chủ cũng không kiểm tra đôi loa này của bác ở bên Hiền Miu. Nhưng đôi loa này đôi loa xịn, công nhận là hàng xịn. Nhưng đôi loa trong tình trạng mua đây. Đây ạ. Phễu này, gắn này, vỡ này. Đấy. Bác chủ bác đổi sang nhà em là đôi JBL. Thì khi mở ra bác chủ cũng ớ người. Đây, hai loại phễu khác nhau, kiểu nó về vỡ hay sao ấy. Phễu nhau. Nhưng nó về cơ bản nó vẫn là hàng xịn. Ok. Đây nói rõ trạng thái nhá. Đây là hơi chảy nhẹ tí thôi. Đấy. Hơi chảy nhẹ tí thôi. Đây chưa. Còn là sử dụng bát neo bác nhá. Bát neo. Còn loài DC. Bỏ anh ấy nghiêng thùng ra cho anh đi. Nghiêng thùng cái này. Quay sau đi. Loa là loa DC bác nhá. DC cái phân tần nó này. Bác nhìn gấu không? Quả phân tần gấu ghê nhỉ. Phân tần sử dụng tất cả tụ của Mỹ hết. Tụ của EA hết này. Quan trọng là bác chủ mua đôi này thì thấy bác chủ báo là 17 triệu thì em thấy cũng hơi căng. Đây DC HP12 nhá. Nhưng mà cái lần chọn hôm nay mình Minh thanh lý bao nhiêu thôi. Vậy giá đây 8 triệu đồng một đôi này nhá. Bắt 30 8 triệu đồng. Đấy những cái điểm nào điểm khuyết thì em quay hết rồi các bác nhá. Còn hàng thì em kiểm tra là zin. Cái khuyết là khuyết gì ạ? Khuyết từ cái phễu nó vỡ nó thế nào đấy thì em quay hết rồi nhá. 8 triệu đồng đôi này nhá các bác nhá. 8 triệu đồng ạ. Đấy 8 triệu. Đôi bắt 30 này. Ừ, 8 triệu là rất ok rồi. Rồi. Và tiếp theo đây. Là anh Minh tiếp theo có một chiếc lưng tiếng. Hàng siêu lướt của bác chủ là bác chủ vừa mua nhá. Vừa mua của đơn vị khác. Đây là mua của ai? Lương âm thanh. Nhưng mà người ta vừa mua được đâu đó khoảng độ vài tuần thì hôm qua bác sang đổi nhà em cái con vang số S800 thì bác không dùng đến con lưng này nữa, bác đổi thì con này trong tình trạng siêu siêu rất như mới. Giá em bán là 1,5 triệu nhá, 1,5 triệu. Vẫn bảo hành 2 năm như bình thường vì những cái hàng này nó là lướt, siêu siêu lướt rồi. Có vụ nó tùy vì cái những cái bán theo cái độ giá, bán khi định giá theo độ giá thì nó liên quan đến cái lúc người ta mua, nó có ngày giờ tích mà. Và cái thứ hai nữa là về cái độ đẹp và độ nguyên đai. Đấy, nên khi bác dùng cố gắng nữ đẹp giá trị nó cũng cao hơn đấy. DBL tích mệnh DAC 5S nhé, bảo hành 2 năm, giá 1,5 triệu nhé, màu đen. Giá được 800. Và tiếp theo là đôi loa nữa. Đôi loa gì đây nhỉ? Đôi loa này mua của Cảnh Kỳ. Đôi loa này, Foctix. Bác chủ mua đôi này là đâu đó khoảng 5,5-6 triệu. Em thấy anh em nó cũng bán 5,5-6 triệu ấy. Thì em thâu lại đôi này bán cho anh em 3,6 triệu nhá, trong trạng zin. Bát 25 các nhá. Đây, bát tép đâu nhấc nhá, quả tép. Nhưng có một điểm là các bác không biết dễ tính không, nhưng cái kiểu bắt ốc kiểu này nhỉ, là Hiếu Minh không bao giờ làm. Chỉ có là mỗi tội là bên đấy người ta bán hàng là không có ốc bắt. Hộ bắt thì người ta lấy ốc có gen này bắt thẳng vào đây. Đấy nó rất là xấu cái này, thùng nữa thừa loa bãi ở thôi. Đấy là một đặc điểm lưu ý là khi em đây đôi này là có mỗi tình trạng em chê là bắt ốc cái tép này, bắt ốc tép là lấy cái ốc vít này thì người ta ngồi ốc lục bắt vì trong khi đó lục đã chờ rồi trên Hà Nội thì mua cái lục này sẵn nhiều lắm thì anh em lại đi bắt cái ốc vít chân vào.
Giá đôi này em Minh 3,6 triệu nhá. 3,6 triệu cực kỳ hợp lý luôn. Tép rất lớn luôn, còn thử chép của BNC. Chép rất lớn ạ. Bát đây. Bát của Fortlick nhưng mà nhá. Fortlick đấy. Cái dòng này thương hiệu của Anh luôn nhá. 3,6 triệu đô la. Zin. Hàng Zin, Hiếu Minh quay xem hết rồi. Đấy, chỉ chê mỗi là chê mỗi cái điểm là bắt cái ốc này. À, bắt cái ốc vào đây thì không có là gen thì bắt thẳng vào thôi. Đấy, chê mỗi đấy. Chép 25 nhưng to, chép 30. Phân tần này cũng rất gấu nhá. Phân tần của Folic luôn ạ. À. Con này à, phân tần rời bên trên. Nghe phân tần trồng thôi nhá. Ok. Rồi. Quay sau cái, quay sau cái. Không đi đâu nữa. Folic này, công suất này. Cái này không yếu suất nhỉ, cái dòng hiệu của anh này không yếu suất nhỉ. Cái mẫu này để đánh công suất này đây, 250W này bác nhỉ. 250W này, cực đại lên chịu được 1000W bác nhá. Ok. Nói chung thùng quét còn đẹp. Thùng đẹp, thùng gỗ ván ép bác nhá. Các lý là thùng gỗ ván ép 3,6 triệu thôi. Nhập chẳng ra đấy bây giờ đâu. Mua hàng thì em thâu lại giá em thôi. Đôi này của bên Cảnh Kỳ này. Bác chủ mua bên Cảnh Kỳ này. Đôi này bên Xuân Ốc Đỏ này, các bác check giá có biết này. Đôi này bác chủ bác mua là 11 hay 12 triệu đôi này. Đằng nào nghiêng lên cho anh. Nghiêng ngửa lên đã. Đấy, quay rõ này. Để bác check cho bác biết thì giá nó dễ. Rau ao bác nhá. Đôi này nó như kiểu là đôi của RCEP, bác gõ là RCEP 5212 thì dễ hơn. Đây bác ghi rõ là clip của bên đơn vị bán nhá, C5212. Người ta quảng cáo là sẽ là loa RCEP nhưng báo cáo bác thì đôi này thì chất lượng rất ok bác nhá. Chất lượng ok nhá. Dòng này thương hiệu của Pháp này, và rất China này. Đấy, thì đôi này bác chủ mong mua tận mười mấy triệu cơ. Bên đấy hiện tại đang clip bán. Thì báo cáo biết thì nó sử dụng ở đây là được cái là chép. Cái chép này thì bên đấy cũng bị gãy rồi. Nghĩa là em vừa lắp tháo ra thấy nó đã dính keo sẵn rồi. Về các bác dùng nhá, là bác đính keo cho em nhá. Đã gãy từ trước rồi, bên đấy đã dán keo rồi này. Đấy. Dụng chép là chép BNC nhá. Chép BNC nhá. Chép BNC bác nhá. Đấy, một chép BNC made in Korea. Củ bát thì thiết kế gông bát ý. Nếu mà nói là này là RCEP thì em nghĩ là cũng không phải, nhưng mà sử dụng cái gông được có mỗi cái bát này thôi là thiết kế gông bát kiểu của RCEP ấy nhá. Đấy. BHS. Đấy. MC62 Min Korea. Đấy. Đôi này của bác chủ mua bên Bắc Xuân. Mua bên Bắc Xuân nhá. Đấy. Thì đôi này thì em bán nó 7 triệu đồng đôi này. Nói chung chất lượng đôi này ok, nhưng ý là về giá tiền thôi. Đánh giá về giá tiền. Điều quan trọng khi loa nào thì cũng là loa. Loa giáp hay loa gióng đều được. Nhưng cái điều quan trọng là dù là hàng bãi hay là hàng gì thì em đánh giá về chất nó sẽ ra giá tiền. Thì đôi này em bán là 7 triệu đồng thôi nhá. Thâu lại của bác chủ bán cho anh em 7 triệu đồng. Bác chủ mua mười mấy triệu đôi này. Nhưng mười mấy triệu đôi này thì em đánh giá là không đến mức đấy. Bán khoảng đôi này 10 triệu đẹp đấy. Thì khi bán thâu lại cũng hợp lý. 7 triệu đồng đôi này bác nhá. Thì mất một chiếc phễu này là bị gãy này. Thì tí nữa em lại gắn lại một tí xong về anh em nhận được thì các bác lại gắn lại. Nhưng ưu tiên các bác ở gần đỡ em đóng xốp lại tốn công. 7 triệu đồng nhá, đôi bát 30. Sự công bát RCEP. Để bác gõ luôn mà bên kênh bên đấy là chỉ gõ là loa RCEP 5212 ra luôn cái clip của loa này này. Đấy. 7 triệu đồng nhá, phân tần đấy. Loa quấy điều quan trọng là loa này em kiểm tra trong tình trạng zin. Còn zin bác nhá. Loa này loa bãi trong tình trạng còn zin. Đấy, 7 triệu đồng đôi bát 30. Ok. Đưa bỏ rồi cha. Đúng rồi phụ anh. Nhấc vào thì bắt xong được. Tiếp theo nữa là đôi loa này bác chủ mua nhà em. Đôi là GM. Con này sử dụng là em bác biết rồi, lô này em về cái đây xuất sắc từ đầu năm rồi. Từ lâu đầu năm. Hay hơn à đâu từ hay cuối năm ngoái đầu năm nay ấy. Bác chủ dùng một năm. Dùng được xuất sắc một năm bác đổi sang hôm qua bác đổi sang rồi. Đôi là bắt 30. 30 của JBL. Thì loa GM. Ở đây là TC310, con này sử dụng thùng cân cho chất âm cực kỳ hay nhá. Con này sử dụng thùng cân thì tiếng rất là hay luôn, thùng như kiểu JB luôn. Logo xoay à? Logo xoay luôn bác nhá, GM Auto. Ông Hoàng Vũ Trường GM 5,6 triệu nhá, bác chủ mua nhà em là 7 triệu. Đấy bác chơi chán chê. Mê mỏi một năm trời cũng thao mất có hơn triệu như em nói, rất giữ lời hứa luôn. Quan điểm em rất rõ ràng.
vì bản thân em bán những dòng loa này ra giá nó hợp lý. Đôi này bán 5,6 triệu bác nhá, zin xịn, hàng này hàng nhà em thôi các chủ. Đây hàng zin này, không nhìn ở đây đấy, được chưa, keo nó vẫn nguyên này đấy. Vậy ngấn là 4 ngấn nhá, 4 ngấn giữ cho anh cái tiến tiến. Đây quả phân tần này, phân tần dối nhá, quả phân tần dối này, phân tần hàn này, hàn dối này, cực kỳ chất luôn, chép đấy ạ, chép session. Nhưng mà sự con này nó đắt, nó chính là sử dụng tất cả bát chép của Mỹ hết, bát chép session hết 100%, chép session này, chép session, bát session. Một con này sử dụng là như là chép neo. 5,6 triệu đôi này các bác nhá, GM310, thiết kế nhỏ gọn đẹp, có đôi vẫn đẹp, xem vãi nó không bao xuống giá đấy. Ok, tiếp theo nữa là một quả súp. Quả súp này sử dụng là từ 220. Quả súp này bát 25 các bác nhá. Nhưng từ 220 bác nhìn bát to vành luôn. Rồi ok, lật người lên đây. Bác biết quả súp này thương hiệu Nhật rồi đúng không? Bác biết rồi đúng không ạ? Akai này. Gân này đánh bao giờ cho mục, thì gân này là sử dụng gân của nó là gân gân cao su, gân cao su nhá, đánh Akai của Nhật đấy. Ok. Giá em này là 1,7 triệu, 1,7 triệu bao nhiêu đây, quả súp hơi bác nhá, lưu súp hơi ạ, lưu súp hơi từ 220 còn 100, bắt 25 coi cực là lớn luôn, bác nhìn quả coi bông ở trong rất nhiều bông luôn. Thì cái dòng của Nhật thì đặc thù có thì toàn bông thủy tinh ngứa nhá, rất nhiều bông thủy tinh này. Dòng súp mặt cái okay, dòng này em về lô lần trước em mấy chục quả em bán hết rồi, đây là thâu lại thôi, giá 1,7 triệu bác nhá. Và tiếp theo nữa là một đôi loa này cũng nhà Hiếu Minh, vừa hôm qua đổi cho bác chủ sang quả súp Phyto, bác cái dư, bác chơi về cái về không gian nhỏ hơn bác dư, thì em đổi sang quả Phyto. Đôi loa này thưa là dòng loa của Mỹ, TB, TB sao bác nhìn này, từ pick trắng nhá, trắng nó đều bám bụi tí, TB nhá, cái tem ánh ở màu dập trên từ luôn nhá, tem sần dập trên từ luôn, lật lên. Đấy. Phân độ tẩm dầu 2 lớp các nhá. Đây, phân tần là phân tần đỏ của bây giờ TB, phân tần đỏ rồi. Đây này. Miruada TB sao. Tất cả tụ RS hết. RS hết, tụ của Mỹ hết các nhá. Và điều quan trọng là điểm nhấn của đôi này là gì ạ? Nó sử dụng tem neo cực kỳ ngầu. Em bán cho bác chủ đôi này cũng 7 triệu. 7 triệu hay 7 triệu 2. 325 tem neo, rồi chất cho rất âm rất là hay. Đó nhá. Thùng là thùng cân. Thì em vừa hôm qua em đổi em thâu lại là 5 triệu 8 nhá. Bán cho em 5 triệu 8 này. 5 triệu 8 bây giờ bác không thể săn được những đôi loa TB, những dòng thương hiệu này được. Nào. Nếu bác chủ dùng ở ngoài xưởng thì sao bụi lắm. Con này đời cao nhất nhá. Biết đời cao nhất của nó là gì không? Bác gọi gõ TB TK9010. Nghĩa là 9010 có nghĩa là bát 25 và 9010 của nó nghĩa là bản 90 là bản cao nhất của TB sao. Có lý chưa? Power này. Bát 25 công suất 600W kinh khủng chưa? Vì nó sử dụng từ lớn, con này từ bao nhiêu? Thử áng ngang tay là lật lên. Và từ 18 19 nhỉ? 18, con này từ 18, bác dùng bát từ 18 đến tép neo. Đấy, nên vì công suất nó rất là lớn. Trọng lượng là 15,5 kg, độ chiều 8 ohm, độ nhạy 98 dB. Đấy, TB sao chúng con. Đây là phiên bản cao nhất, limited bản cao nhất của TB sao. Ok. 5,8 triệu đôi này nhá. Các bác nhìn đây là bẩn thôi, vì hôm qua là nhà bác chủ này là xưởng, từ xưởng ấy chuyển về nhà thì hôm qua là tháo ở xưởng ra. Đấy, bác cái đôi này thì bác dùng được 7-8 tháng. 7-8 tháng 1 năm thì em đều trừ hao như nhau các bác nhá. 7-8 tháng nha. Tiếp theo đây nữa là đôi loa. Đôi loa này là đôi loa của bác chủ mua của bên đơn vị Cảnh Kỳ này. Đôi loa gì nhỉ? RS. Đây này. Cảnh Kỳ RS nó nhá, RS. Dòng này thương hiệu của Mỹ nhá, bát 25. Zin xịn. Zin xịn là cái gì đây? Đây kia. Súng bát này bác này. Củ bát nói. Củ bát nó thiết kế gần như củ bát của dòng gì nhỉ? Dòng vừa nãy là dòng GM. Design Inzer Weta, nghe thương hiệu của Mỹ nhá, thương hiệu của Mỹ thôi, giờ thương hiệu Mỹ. Design Inzer Weta. Thì dòng này sử dụng củ bát nhấc lên. Như cho anh bát lên. Của bác là màng bóng này, tiếng này rất ok luôn.
Chứ phân tần rối bác nhá, phân tần rối thì làm rất là hiếm và nó không có hàng. Phân tần rối rất là kỳ công luôn và tiếng dòng phân tần rối nó bền nó hay. Phân tần rối lưu cho em là phân tần rối nhá, LS. LS bản chất là LS, nó là thương hiệu của Mỹ rồi. Đây phần củ chép đây ạ. Rồi, con này thì tình trạng đẹp nhưng mất chiếc thùng này là em đánh giá này. Cái thùng này một cái là hơi bể thùng tí nhỉ. Cái này đúng đổi cửa hàng Hiếu Minh Quang Trung Hà Đông này, đấy, hơi bể một nhẹ tí nữa. Nhưng quan trọng là rẻ lắm, 4 triệu 3 đôi này, 3,25. Các bác đỡ khỏi chơi hàng gióng, hàng nhái làm gì cả. Đôi là bãi chất lượng ok luôn. Mã là MF10, thôi nhá, RF MF10. Công suất 200W, bao 200W ạ. Vì những dòng thương Mỹ thì độ nhảy rất là cao nên nó không cần phải công suất lớn. Ok. Tiếp theo em thì mình có một quả súp ạ. Quả súp này báo cáo biết là quả súp bãi nhá. Quả súp bãi. Quả súp bãi nhưng mà nước cái căng lên đấy. Quả súp bãi nhưng mà cái căng logo này bác chủ bác dán vào thôi. Còn con này bị rụng căng. Thì cũng chia sẻ luôn cái quả súp bãi trong dạng zin. Zin nhưng tại sao lại nó lại giá êm thì báo cáo bác biết thì quả súp bãi vì nó không thương hiệu lắm, quả này không được thương hiệu lắm nên là giá nó êm. Thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Khoảng từ 220 qua 100 thùng gỗ nhá, nhấc lên, nhấc bát lên. Đây. Có nhìn thùng gỗ không? Vì cái giá này bán bằng thùng thôi đã giá này rồi. Là cái thùng gỗ chất lượng rồi. Đây. Quan trọng là mua súp là quan trọng thùng là mình có thể chơi ngoài trời được và độ bền nó cao, hụt mục. Đấy. Và quả súp bát này thì zin hoạt động ok. Đấy, vì dòng này không thương hiệu lắm nên em thâu nó cũng rẻ. Giá 2 triệu quả này nhé, quả súp này quả súp 50 thôi nhá. Quả súp này quả súp 50. Đấy. Và ưu tiên lưu ý các bác là em ưu tiên những bác nào ở gần đến lấy nhá. Những quả đồ to to đến ở gần lấy ở chuyển xa đóng tốn cước lắm. Nhưng lên cho em. Gông con này sử dụng gông như dòng úp vào đây. Gông dòng này sử dụng gông như dòng của TSG. Cái quả gông này. Gông dùng rất là lớn, gông đúc nhá, 2 4 6 gông, 6 gông đúc ạ. Ok. Có anh có mic đây rồi. Và tiếp theo trong clip này thì Hiếu Minh tiếp tục xả cho các bác anh em chơi. Các bác chơi nhá. Có chơi này. Cái đấy để đấy. Có chơi này. Trong clip này em có 5 bộ mic cao lý nhá, khỏe một bộ đây em quay một tặng một bộ, em có 5 bộ mic xả cho bác lấy lộc này. Cũng công khai giá luôn bộ mic cao cấp nhất của Bayer. Đó là Bayer 970. Nhắc anh cái bộ mic Bayer 970 nhá. Chính hãng luôn của Bayer ạ, 910 phiên bản 2022. Là cái mặt màu ghi nhá. Bayer 970 rồi. Nhắc lên. Đây, quét 4 triệu đồng. Xoáy anh cái tay ra cả. Bayer bác này, nó nguyên đai, chống lăn dưới ta chống lăn trên này. Adapter xịn của Bayer đi cùng này. Rồi, đây. Bác nhìn xịn từ ngay phần đây nhá. Bác nhìn thấy cái gì đâu ạ? Cái dây của nó là cũng dây xịn luôn, BS luôn bác nhá. Dây xịn bãi ơi nhá, BS của nó mã là mã BS của nó, BS 970 thì nó có từ dập trên BS đây luôn. Và tất cả chân nó bằng đồng này, thấy không? Chân nó bằng đồng, 6 ly bằng đồng luôn. Và đây bằng dâu nó cũng rất là gọn nhá. 910 dâu rất là gọn luôn. Ok chưa? Cái dòng này đi sự kiện thoải mái luôn. Phòng hát thì tuyệt vời, gia đình thì càng tuyệt vời hơn. Xả anh em 5 bộ lấy tương tác. Các bác chơi 5-7 năm nữa mới xuống bãi được. Cái lưu ý cho em 4 triệu đồng bộ này. Công khai luôn. Bayer BS 970 4 triệu đồng có 5 bộ xả cho anh em để tương tác. Bán không lợi nhuận. Những bác nào chơi bộ Bayer này bên thì mình vừa bác biết rồi. Mà trên trường bác biết rồi. Đây sản phẩm chính hãng bác lưu ý nhá. Chính hãng ạ. Giá trên trường đang bán đâu đó khoảng 5 triệu rưỡi 6 triệu bộ này. À quên xin lỗi 6 triệu đúng rồi 6 triệu thì phải một bộ này. Thế mình xả cho anh em với giá 4 triệu đồng. Bán đến tương tác cho bác luôn. Ok. Và tiếp theo nữa là một bộ mic. Mic của DB. Bộ mic này bộ mic đời trước thôi nhá. Đó là 450-25 mã. Bộ mic 450-25 mã đời. Tại sao em nói đời trước thì bác nhìn vào tay này. Tay nó màu này là màu đời trước này. Nhưng nó vướng lên này. Quay coi nhắc lên. Vướng vào đâu ạ? Vướng này này. Vì trong đôi tay này là có là bản thân là đời trước đời sau thì em bán đôi này ở cửa hàng em test hàng thì em nghĩ em bán nhầm cho bác nào đấy cũng bộ này các bác xem nhầm một chiếc tay đúng này nhưng nó như nhau nhưng kiểu hãng về nó khác khác cái phím này khác cái kiểu form phím ấy bác nhìn thấy không ạ
các form phím này thì ở đây lẫn mất bộ của bác nào đấy, thì thành ra em lẻ mất đôi này. Thì ra bộ này là bộ mới em test cửa hàng, nhưng mà test kiểu khi gói vào thử vang gì đấy, mình phải có một bộ mic để mình test. Thì đây là em bán nhầm cho một bác nào đấy, thì bác có xem clip này hay gì đó, hay sau này bác phản hồi về thì em sẽ đổi lại nhá. Còn đây là trong tiện đây, em clip này em bảo nó bị lẫn mất một cái tay lô trước lô sau về, thì nó bị mất một form phím này và một form phím này, còn nó như nhau bác nhá, nó bắt vào đồ thu như nhau, đẹp, bảo hành 2 năm ạ, mic của 55 mã. Thì giá em mình bán là 2,1 triệu nhá, bộ này đang bán là 3,6 triệu. Thì vì đây là hàng mới em vẫn bảo hành cho anh em 2 năm, thì nó bị lẫn thế thôi, thì em bán cho anh em rẻ một bộ, bán lỗ một bộ 2,1 triệu nhá, chưa kích hoạt luôn. Ok, và tiếp theo sau đây nữa là một đôi loa BB450C trong dạng zin xịn đẹp. Mỗi tôi bác chủ bác đôi loa đẹp nha bác nhá, đây là chỉ bẩn thôi, bám bụi bẩn thôi, vì bác chủ bác mua bên cái đôi này là quang ngọc. Đây về bác tự giặt nha, vì giá này em có lợi nhuận đâu, không lợi nhuận nên em không giặt, không vệ sinh cho các bác đâu, nói thẳng luôn. Vì đôi loa đẹp, bỏ anh thùng lên đây, quay hậu sau nè. Đôi loa này bác chủ vừa hôm qua đổi nhà em xong, mua của đơn vị quang ngọc nhá, BB450C. Thì bác mua đôi này đâu đó các bác biết rồi, thì bờ mua đôi loa BB450C này thì giá hiện tại đâu đó là khoảng 5,5 triệu 6 triệu. Thì em mua thâu này bác chủ bác người ta dùng rồi thì rẻ được xuất sát 2 triệu, cùng là hàng vãi, cùng là hàng đẹp. Tôi đây nó bụi bẩn tí thì về anh em tự vệ sinh. Giá 3,7 triệu nhá. Xoay lại để em xoay lại. Nhớ xưa. 3,7 triệu các bác nhá, anh em nhá. 3,7 triệu. Zin xịn luôn. Em kiểm tra hết rồi. Gần vẫn nguyên. Đẹp. Nói chung hàng đẹp các nhá. Hàng đẹp. Nói rõ luôn. Nói rõ luôn xuất xứ mua chỗ mua đấy, nói rõ luôn. Vì mình kiểm tra hết rồi. 3,7 triệu đôi này, 450C. Ok. Và tiếp theo nữa là một đôi loa, đây không phải đôi loa BB đâu các bạn, mà người ta dán cái logo lên thôi. Đôi loa này là Pro Audio. Pro Audio bác gọi trên YouTube ấy. Đây người ta dán vào thôi. Cái đôi này đôi Pro Audio thì một cái căng này nhá. Xoay lại, ngừng lại đây. Pro Audio bác nhá. Trong trạng đôi này cũng còn đẹp, chẳng qua là đây bụi bẩn thôi. Về các bác vệ lấy cái lọ, mua lọ bóng ấy, xịt hết đi, nó đẹp lắm, mấy cả giặt cái căng đi thì nó đẹp. Đôi này thì bác biết thời bác check trên YouTube anh em bán đâu đó khoảng 3,5 triệu 4 triệu đôi này. Và đôi con này sử dụng từ kép tiếng rất là hay luôn, sử dụng đôi hai chép bác nhá. Trong trạng hàng zin. Hàng zin luôn các bác nhá. Em kiểm tra hết rồi ạ. Kiểm tra cả chép hết rồi. Zin. Thì Hiếu Minh trong clip này em thâu lại giá 2 triệu đồng thì em bán cho bác 2 triệu đồng nhá. Đấy nói rõ luôn, có điểm luôn, đây là đôi Pro Audio nhá. Còn cái logo này người ta dán vào thôi. Logo người ta dán vào thôi. Còn cứ gọi là các bác gọi điện thì cứ gọi là BB cũng được, đôi BB này cũng được, nó dễ. Nhưng đây khỏi BB, nó rõ luôn là người ta bị dụng cái logo người ta dán vào thôi. Còn đây đôi Pro Audio các bác gõ luôn trên YouTube ấy. Loa nằm Pro Audio ra luôn đôi này. Đây cụ bích tử trắng tép này. Con này tiếng rất hay luôn, hàng còn zin nhá. Kiểm tra hết rồi. 2 triệu đồng. Và tiếp theo nữa một quả súp Teletachi thì quá nổi tiếng rồi đúng không bác? Teletachi quá nổi tiếng rồi. Quả súp là súp hầm nhá. Nhưng rất hay. Teletachi. Hầm thùng thì thùng gỗ sơn cát. Thùng con này rất to luôn. Sâu. Bác nhìn quả thùng này to hơn quả thùng 50 tí này. Nó sâu hơn này. Xếp đây bác biết rồi. Quả súp bên cạnh 50 đây, quả súp Teletachi đây. Đấy hộp bên này. Mẫu này nhá. 800W 400W cực đại 800W này. Bát 40 bác nhá, đều bát 40, xúc bát 40. Giá 3 triệu đồng cho hình dạng zin. Đôi này là đôi nhà em bác chủ mới nâng cấp sang JBL. Đặt lên. Bác đổi sang đôi quả xúc JBL. Em đổi cho bác ấy. Từ 220 còn 100. Xúc còn zin. 3 triệu đồng. Bát 40. Giá rất tốt. Thùng gỗ chất thùng rất nặng, thùng sâu đánh bát uy lực. Teletachi nhá. Và cuối cùng trong clip này, một clip dài kia. Yeah. Trong clip này thì em mình xin phép còn một chiếc vang nữa. Chiếc vang này em vừa mới thâu của bác hàng, hàng siêu lướt. Siêu lướt bác nhá, chưa kích hoạt. Con vang DB-K70 Pro. Chưa kích hoạt. Mua của đơn vị Đức Tuyên. Em bán con này
giá 2.300.000 đồng bảo hành 2 năm coi nhé. Hàng siêu siêu lướt, người ta vừa mua được 2 tuần thì bên đấy họ không thâu lại, thì em thâu lại được lục đá một con. Thì cái màn hình này nhìn cảm tưởng nó hơi sơn nhưng bản chất là nó có một lớp băng dính, lớp gì à? Lớp băng dính người ta dán đằng trước nhé các nhá. À, lớp ni lông dán đằng trước các nhá. Lớp ni lông dán đằng trước đấy ạ. Giá 2.200.000 đồng bảo hành 2 năm. Đây là cái chiếc mà thiết bị cuối cùng trong clip này. Em quay clip thanh lý mà dài bằng buổi live stream luôn. Nói mở cả mồm. Đấy. Thì có anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hero qua các số điện thoại cũng như là liên đơn vị em. Và clip của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn xem một video em. Là xin chân ái chào tạm biệt các bác nhé.